có rất có nhiều ý kiến lo ngại là Hoàng Xuân Vinh sau khi ở trên đỉnh cao Olympic sẽ có thể là sẽ không thi đấu nữa. Thì còn anh là người chia sẻ chính cái ý kiến của anh về điều này. Công việc của tôi vẫn là phục vụ và cũng như tập huấn và thi đấu cống hiến cho bắn súng và thể thao Việt Nam. Và mục tiêu thì trước mắt thì chúng tôi còn phải vào cái giải đấu quốc tế trong năm 2016. Cái giải đấu sợ gần đây nhất mà anh chuẩn bị tham gia sẽ là giải đấu gì ạ? Có thể là tôi sẽ tham gia giải đấu chung kết cúp thế giới tại Italia. Thế cái cảm giác của anh sẽ chuẩn bị cho cái giải đấy khi thế nào khi mình đang ở trên cái đỉnh cao đấy? Theo tôi thì mỗi một giải đấu có cái tính chất khác nhau. Và khi kết thúc một cái giải đấu lớn thì lại chúng ta lại chinh phục một cái giải đấu khác. Tôi không cho rằng là thể thao đó đã là cái dấu chấm hết. Ok, cảm ơn anh.